another reason to breathe this air. And now we made for ourselves. This won't be the last time. I've never in my life ever seen the sky light up like this. Xin chào các bạn, mình đã quay trở lại cùng với biệt đội BT21 rồi đây. Trong hai video lần trước thì mình đã làm được 4 N-Squishy là Tata, Jimmy, Cookie và Suki. Mình cũng đã hỏi các bạn là sẽ làm thêm 2 N-Squishy nào trong video tiếp theo, nhưng mà mình thấy hầu như là các ý kiến được chia đều cho cả 4 em thành viên còn lại. Nên ngày hôm nay mình sẽ quyết định làm full bộ sưu tập luôn, tức là mình sẽ làm đầy đủ 4 bạn còn lại luôn ha. Mình cũng muốn nói thêm một vài điều trước khi mà chúng ta vào video. Thì thông thường một video của mình sẽ có 2 N-Squishy, tại vì mình đã chia thời gian để cho nó đồng đều rồi, để cho video khỏi bị dài. Nhưng mà ngày hôm nay có 4 em nên mình sẽ tua nhanh chút xíu nha. Để bắt đầu cho video ngày hôm nay thì mình sẽ vẽ em mang trước. Em này thì mình không rõ bên trong là cái loại thú gì, nhưng mà bên ngoài thì em này thường hay đội một cái nón mặt nạ hình ngựa, nên mình sẽ vẽ một cái đầu ngựa trước nha. Riêng em này thì mình thấy có khá là nhiều góc nhìn, và thường thì chúng ta sẽ thấy hình ảnh của em này khi nhìn ngang là mặt của chú ngựa luôn. Nhưng mà mình muốn khác đi nên mình sẽ vẽ hơi chết sang hướng đằng trước một chút xíu. Tuy là em này mang hình dáng của một chú ngựa nhưng mà vẫn có những cái nét riêng, đó chính là cái phần tai nó sẽ không có nhọn lên mà nó cũng hơi tròn tròn một chút xíu nữa. Ở phía sau thì mình sẽ vẽ thêm cái phần bờm ngựa, khá là giống những cái đám mây nhưng mà sẽ nhỏ dần về phía dưới. Coi như là tạm xong phần đầu thì mình sẽ vẽ tiếp phần cánh tay, hai tay của em này thì mình sẽ làm một tay hướng lên phía trên và một tay thì hướng xuống phía dưới. Còn lại là phần thân và phần chân của em này mình cũng sẽ vẽ giống như trong video luôn ha, là một cái tư thế đang đứng thẳng. Còn lại một phần khá quan trọng của em này đó chính là phần mặt đúng không? Em này thì có một cái mũi khá là đặc trưng với hình trái tim, và vì mình đang muốn làm em này nghiêng mặt về phía bên trái nên mình sẽ vẽ hình trái tim này cũng lệch về phía bên trái luôn. Đừng quên là thêm hai cái gạch vào nữa để em này có hai cái lỗ mũi để thở nữa. Với phần mắt thì sẽ làm một cái hình tròn khá là to, và bên trong hình tròn này lại có thêm một cái hình tròn nữa. Và vì trong mắt có màu đen nên mình sẽ tạm dùng viết chì để tô đen phần trong mắt. Cùng mình sẽ vẽ phần đuôi để hoàn thiện em này. Mình vẽ một cái vị trí cho chúng ta dễ làm squishy nhất là giữa tay và phần chân. Và đến đây là chúng ta đã hoàn thành xong em mang. Mình chưa vội tô màu đâu, mình sẽ để em này sang một bên mà vẽ sang em tiếp theo luôn nha. Sau mang thì mình sẽ tiếp tục vẽ thêm một em nữa, đó chính là AJ. Và em này với hình dáng của một chú cừu, mình sẽ vẽ phần đầu với những cái đường cong giống một đám mây khá là lớn. Riêng với phần dưới cổ thì mình sẽ vẽ một đường cong khá là dài chứ không có ngắn. Ở trên thì mình sẽ vẽ thêm hai cái phần tai nhỏ cho em này nữa. Lý do mà phía dưới có một cái đường cong dài như vậy là em này đang đeo một cái khăn chéo qua giống như trong video ha. Tiếp theo thì mình sẽ vẽ hai cái cánh tay của em này chụm vào phía chính giữa. Đừng quên là do toàn thân của em này có rất là nhiều bông nên vị trí đầu, tay, chân của em này hầu như là chúng ta phải vẽ những cái đường cong giống như những đám mây hết luôn nha. Tính ra thì em này có một cái chiều cao khá là chênh lệch so với những thành viên còn lại trong BT21, nên mình sẽ vẽ em này cho một tư thế đang ngồi để cho em này có một cái độ cao cân xứng với những thành viên còn lại. Sau cùng với phần mặt của em này thì mình sẽ vẽ hai cái lông mày nhỏ và cong ở phía trên cao, xuống phía dưới sẽ là hai mắt tròn to, và sau cùng là mũi miệng giống như những cái em thỏ hay là gấu bình thường ha. Nếu muốn em này dễ thương hơn thì mình sẽ vẽ thêm hai cái má hồng hai bên nữa. Vì phần mắt và mũi của em này có màu đen nên mình cũng sẽ dùng viết chì để tạm tô những cái phần này luôn.
Đến đây thì coi như là cũng tạo xong rồi, nhưng mà mình cũng sẽ không tô màu luôn, mình sẽ chuyển sang em squishy tiếp theo luôn. Sau RJ thì mình sẽ vẽ thành viên còn lại của BT21 là em gấu Koya. Có vẻ như em này khá là giống loài gấu Cola nên mới có tên là Koya. Mình đoán như vậy không biết có đúng không. Và để bắt đầu vẽ em này thì mình sẽ vẽ một cái lỗ tai khá là lớn về phía bên trái. Sau đó thì vẽ cái phần mặt của em này cũng một cái hình khá là giống hình tròn nhưng mà hơi dẹp một chút xíu. Khi vẽ thì mình sẽ trừ một khoảng trống ở phía dưới bên phải giống như trong video. Mình tiếp tục vẽ phần tai cho phần bên kia nhưng mà sẽ vẽ nhỏ hơn tại vì mình nghĩ là nó ở xa hơn nên nó sẽ nhỏ hơn một chút xíu. Mình sẽ vẽ thêm một cái phần bên trong lỗ tai cho em này nữa, một bên thì đã bị che rồi, một bên thì sẽ là một cái hình tròn. Coi như là tạm xong phần đầu, mình sẽ vẽ với cái khoảng trống hồi nãy mình trừ lại là một cái bàn tay của em này đưa lên. Với cánh tay còn lại của em này thì sẽ là một cái cánh tay thả lỏng xuống phía dưới. Về phần thân của em này thì sẽ hơi khác với những thành viên còn lại là cái chân khá là nhọn. Mình sẽ vẽ thêm một cái phần bên trong bụng cho em này nữa, tạm gọi là phần da bụng ha. Sau cùng thì có vẻ như em này là một cái em gấu cola, nên cái phần mũi của em này sẽ là một cái hình gần như là tam giác mà cũng giống như một cái hình trái trứng. Và có vẻ như em này khá là lười nên lúc nào cũng buồn ngủ. Đôi mắt thì sẽ là hai cái đường thẳng ngang giống như trong video. Với phần miệng mình sẽ vẽ một cái hình tròn nhỏ để cho em này dễ thương hơn. Và tạm xong em này, mình cũng sẽ chuyển sang em squishy còn lại ha. Sau cùng sẽ là Van, một người máy không gian của Tata nhưng lại đại diện cho toàn thể các bạn ARMY là Van của BTS. Để vẽ được bạn này thì đầu tiên mình sẽ vẽ một cái hình mũi tên hướng lên phía trên. Tiếp theo sẽ là phần đầu của bạn này. Nó khá là giống một hình tròn nhưng mà cũng không có tròn lắm, sẽ hơi dẹp một chút xíu. Nhìn sơ qua thì mình thấy khá là giống một cái củ hành tây. Cũng vì bạn này là một cái bạn robot nên cái tư thế đứng của bạn này mình cũng sẽ chọn một cái tư thế khá là nghiêm trang, là hai cái tay duỗi thẳng xuống phía dưới. Phần thân thì cũng là một cái phần thân thẳng và hai chân cũng thẳng luôn. Có một điểm đặc biệt của bạn này là bạn sẽ có hai màu, một bên trái là màu xám và bên còn lại là màu trắng, nên mình cũng sẽ vẽ một cái đường thẳng để chia đôi bạn này ra. Sau cùng mặt của bạn này cũng rất là đơn giản luôn, một bên mắt là chữ X, bên còn lại là chữ O, phần miệng sẽ là một cái đường thẳng ngang dài. Đến đây là chúng ta đã hoàn thành xong các thành viên còn lại của BT21 rồi. Bước tiếp theo mình nghĩ các bạn cũng đã đoán được, đó chính là bước tô màu. Để giống với hình phía bên phải thì mình sẽ tô phần đầu với màu xanh dương nhạt và phần thân với màu tím nhạt, phần bờm là màu tím đậm hơn. Riêng với phần mũi hình trái tim mình sẽ tô màu hồng và phần mắt thì là màu đen. Khi mà tô xong thì các bạn đừng quên là phải dùng viết đen hoặc là màu nước đen để viền lại xung quanh nha. Với RJ, em này có một bộ lông màu trắng nên mình sẽ không tô màu. Mình sẽ bắt đầu tô với phần khăn là màu cam hoặc màu đỏ. Tiếp đến là phần mắt, mũi với màu đen, hai má thì màu hồng nhạt. Phần miệng thì có thể là màu hồng đậm hoặc là màu đỏ. Sau cùng là hai đầu tay và hai đầu chân có thể là màu nâu đất hoặc là màu nâu cam mà nó sẽ nhạt nhạt một chút xíu nha.
Đừng quên là sau khi hoàn tất các bạn cũng hãy dùng bic đen để đồ lại luôn nha. Với cô da thì màu sắc khá là đơn giản, toàn thân của em này sẽ là một màu xanh dương nhạt, hoặc cũng có thể tô một màu xanh dương đậm, đậm một chút xíu cũng được, nhưng mà đừng có đậm quá nha. Phần mũi và miệng của bạn này thì mình sẽ tô một màu xanh dương pha tím đậm. Với phần hai lỗ tai và phần bụng thì mình sẽ không tô màu mà để nguyên màu trắng. Sau khi tô xong thì mình cũng sẽ dùng viên nước màu đen để vẽ lại phần mắt cũng như là viền lại xung quanh. Sau cùng là van, em này chỉ có hai màu sắc thôi là màu xám và màu trắng, nên mình chỉ cần tô một màu xám nhạt cho phía bên trái là ok. Đừng quên là cũng hãy dùng viên nước màu đen để đồ lại cái đường nét xung quanh cho em này được rõ hơn nha. Và đây là những em BT21 sau khi mình đã dùng viên nước màu đen để đồ lại cái đường nét xung quanh. Các bạn có thấy là nó đẹp hơn hẳn so với trước khi mà chúng ta dùng viên nước màu đen để đồ lên, đúng không? Lần này với những bước hoàn toàn giống nhau, mình sẽ lấy mang ra làm mẫu. Và bước đầu tiên là mình sẽ dùng keo để bao phủ lên toàn bộ bề mặt của giấy. Tiếp theo sẽ là dùng kéo để cắt hình này ra. Sau khi có được hình của mang, mình sẽ dùng cái hình này sao chép lên một tờ giấy màu trắng. Nhưng mình sẽ không sao chép mặt phải mà sao chép mặt trái lên. Bây giờ với hình vừa được sao chép thì mình cũng sẽ bao phủ một lớp keo lên toàn bộ bề mặt của giấy. Sau khi hoàn thành thì chắc chắn mình cũng phải dùng kéo để cắt hình này ra. Đến đây thì mình có được mặt phía sau của em mang. Lúc nãy thì mình cũng đã có được mặt phía trước rồi. Để dán hai em này lại thì các bạn đừng quên là lật cái mặt phía sau lại để cho nó cân xứng nha. Tiếp theo thì mình sẽ dán keo xung quanh, trừ lại một khoảng 7-10cm rồi cho bông vào, tiếp tục dán keo lại là hoàn thành. Video này thì mình sẽ không hướng dẫn cụ thể cách mà mình làm squishy 2D như thế nào, vì mình nghĩ bạn nào cũng đã biết rồi khi mà mình đã làm được tới đây. Nhưng mà nếu các bạn vẫn muốn tìm hiểu xem cách mà mình dán cái đường cong cũng như là làm squishy trọng tăng như thế nào, hãy nhớ tìm xem lại video Tata và Chimmy nha. Ta-da! Vậy là sau biết bao nhiêu ngày mà chúng ta phải chờ đợi thì mình tin là các bạn cũng như là mình vô cùng háo hức, vì trong video ngày hôm nay mình đã hoàn thành full bộ sưu tập về BT21. Như các bạn sẽ thấy trong video, mình sẽ chỉ bóp thử 4 em squishy mình vừa mới làm thôi, vì 4 em lần trước thì mình cũng đã bóp trong những cái video riêng của em ấy rồi. Nếu mà mình bóp thêm thì mình nghĩ các em ấy sẽ đau lắm và mình cũng sẽ rất là tiếc nữa. Và chất lượng của mấy em này thì hầu như là cũng chỉ có slow một chút xíu. Tuy là mình đã cố gắng làm squishy khá là chậm tăng rồi, nhưng mà với những cái hình dáng như thế này cũng như là cái squishy 2D thì mình nghĩ độ chậm tăng cũng không có được cao lắm đâu. Nếu các bạn nào muốn làm full bộ sưu tập BT21 mà vẫn chưa xem qua hai video lần trước thì hãy nhớ tìm xem để hoàn thành bộ sưu tập cho riêng mình nha. Hôm nay thì mình cũng có một cái thông báo muốn nói với các bạn là hiện kênh của mình đã được 9.500 bạn subscribe. Tuy là con số chưa có lớn nhưng mà mình đã hứa với các bạn là khi đạt được 10.000 subscribe thì mình sẽ tổ chức mini game. Các bạn hãy cùng mình cố gắng và chờ đến ngày đó nha. À mà mình quên nữa, một cái điều vô cùng quan trọng luôn là khi có ý tưởng nào đó mới, các bạn đừng quên để lại dưới phần comment cho mình biết luôn nha. Và bây giờ nếu thích video, các bạn đừng quên để lại một like, share cho video này. Và yêu thích mình thì hãy nhớ nhấn subscribe. Cảm ơn các bạn đã xem video và bye bye.